thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Bình Thủy, hướng tới chào mừng đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Phường Trà Nóc của Bình Thủy tổ chức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Bùi Thị Rằng ngụ tại khu vực 2, có con đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn Không quân 917. Căn nhà có diện tích 60m2 được xây dựng theo quy cách nhà cấp 4, mái tôn, gạch tường, nền lót gạch men tổng kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, trong đó địa phương vận động hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp vào để căn nhà khang trang hơn. Từ đầu năm đến nay, phường Trà Nóc đã vận động xây dựng và sửa chữa 5 căn nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí gần 250 triệu đồng, qua đó giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, có chỗ ở vững chắc, yên tâm lao động sản xuất, dừng lên ổn định cuộc sống.